Bạn muốn đóng phim điện ảnh, truyền hình hay diễn viên kịch? Bạn tự tin, bạn là trai xinh, là gái đẹp và có giọng nói truyền cảm. Bạn hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một ngôi sao. Hãy dự thi chuyên ngành diễn viên kịch điện ảnh truyền hình của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội để chạm tới ước mơ của bạn nhé. Các bạn có 2 vòng thi. Đầu tiên là vòng sơ tuyển. Trước tiên bạn sẽ được đo chiều cao. Vòng này các bạn sẽ lần lượt thể hiện năng khiếu của mình trước ban giám khảo qua các phần thi như đọc thơ, hát một bài hát và diễn một tiểu phẩm tự chọn với độ dài không quá 10 phút. Vòng trung tuyển, ban giám khảo muốn một lần nữa thấy được khả năng của các bạn về giọng nói như đọc thơ, hát. Nhưng điểm đáng lưu ý tại vòng này là các bạn phải bốc đề thi và biểu diễn một tiểu phẩm theo chủ đề được định trước. Ban giám khảo sẽ đưa ra một vài tình huống để thấy các bạn xử lý tỏ khả năng ứng biến tuyệt vời của mình ở phần thi này nhé. Với môn ngữ văn, trường chỉ nhận điểm tốt nghiệp để xét tuyển thôi. Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể trở thành diễn viên tại các nhà hát, các đoàn nghệ thuật, đóng các phim điện ảnh, truyền hình, trở thành MC, người mẫu chuyên nghiệp. Hãy trở thành sinh viên diễn viên kịch điện ảnh truyền hình để tỏa sáng cùng với ước mơ của bạn nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công!